Sống Mỹ. Mọi người có xem được video của em xin hãy tim và share và bình luận cho em nha. Rồi, chị chào em ha. Dạ, em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Hồ Thị Chi, năm nay em ta sinh năm 1988. Trong giấy em là 1987 nhưng mà ở ngoài là 1988. Quê em ở Bạc Liêu. Dạ. Còn rất là trẻ ha. Dạ. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em làm nail á chị. Em làm công việc này bao lâu rồi? Em làm được 12 năm rồi chị. Rồi em làm cho mình hay là em đi làm cho người ta? Trước đó thì em làm cho em có tiệm, nhưng mà giờ thì em làm cho người ta. Kinh tế xuống làm khó khăn hay em? Hồi lúc dịch đó chị, lúc dịch nó khó khăn không à. Cả năm nay là em bị biến cố gia đình đó chị, xong em phải sang tiệm. Tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Nhà em ly hôn mười mấy năm rồi chị, 13 năm. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Rồi em có được mấy bé? Dạ, em được 2 bé. Con em bao nhiêu tuổi rồi? Con em đứa lớn 16, đứa nhỏ 14. Con dạ. Em sống chung với em hết hả? Ba nuôi một đứa, còn em nuôi một đứa. Em rồi lý do vì sao em không thể chia tay nhau? Nhiều lý do lắm chị. Không hợp nhau cũng có, bên lý do bên chồng cũng có. Tại thời điểm đó là tụi em ở chung với bố mẹ chồng. Ông xã trước của em làm công việc gì? Ông xã trước của em là nuôi tôm, nuôi cua á chị. Cũng cùng quê với em luôn. Dạ. Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là chắc đam mê nấu ăn đó chị. Em có thời gian rảnh thì em hay nấu ăn lắm. Còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm của em chắc hơi nóng tính. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Dạ, em không quan trọng tuổi tác. Tại vì bản tính em là thích người lớn tuổi, chững chạc một xíu. Quan trọng là đạo đức thôi chị. Nếu anh ấy hút thuốc uống rượu em nghĩ sao? Dạ, em nghĩ ra đó nếu mà chừng mực thì cũng ok chị, không sao hết. Tì đó là đàn ông mà rượu thuốc rồi cũng là bình thường, nhưng mà giới hạn là được. Dạ. Rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ, em được theo dõi chương trình của chị lâu à, chắc cả năm rồi đó. Nhưng mà em cũng hơi dè chừng chút xíu á. Đợt đó em có nhắn tin với chị đó. Rồi em theo dõi một thời gian rồi em thấy em đủ tự tin rồi em mới đăng ký cho chị đó. Mắc cỡ hả? Không ngại nên tới bây giờ mới đăng ký phải không? Dạ. Thứ nhất là em sợ họ không giống như bị lừa đảo trên mạng á chị. Thứ hai là em ngại lên lên sóng á.
Em rồi con em như thế nào? Có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ có chị. Trước khi em đăng ký chương trình là em có hỏi hai bé nói là mẹ cũng là tôn trọng quyết định của mẹ. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Chiều cao với em là 1m59. Em nặng 52 kg. Kiểu dáng cũng khá hay. Dạ. Gia đình của em nó có được mấy anh chị em? Nhà em hả chị? Gia đình em hả? Gia đình em được 6 anh chị em, 4 trai 2 gái. Em là út nhỏ trong nhà. Hiện tại là em sống chung với gia đình mình hả? Ba mẹ em thì ở với anh trai, còn em đi làm thì lâu lâu em về nhà anh trai với mẹ em ở chung đó, thì em về nhà đó, nhà của mẹ. Dạ. Rồi con gái của rồi con của em thì ở với mẹ hả? Dạ mẹ em nuôi phụ em. Dạ. Em rồi thời gian rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Thời gian rảnh rỗi em vẫn thích nấu ăn. Thích nấu ăn hả? Rồi em có sở thích cà phê hoặc karaoke với bạn bè gì không? Em sợ thích với bạn bè thì đi mua sắm thôi chứ em không có thói quen uống cà phê. Em thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là năng lẹ hoạt bát? Vui vẻ giống em. Vui vẻ giống em, hoạt bát xíu. Nhưng mà vừa vừa phải thôi, đừng hoạt bát quá. Em cũng thích chậm chậm chút xíu. Nhưng mà quan trọng là đạo đức là được. Sau khi chia tay với anh xã em rồi thời gian khá lâu đó, thì em có quen với ai khác không? Dạ có, em có quen với một người bạn nhưng mà chắc không đủ duyên á. Rồi em thích người một người làm quen với em có tính lãng mạn không? Dạ có chứ. Hồi đó giờ em có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa? Em có đi mấy nước gần gần không mà chị, giống như Mã Lai nè. Em có đi Mã Lai một lần, chứ còn mấy nước châu Âu em chưa đi tới. Em đi làm ở xa nhà em hả? Dạ đúng rồi, hiện tại là em đi làm ở Sài Gòn á chị. Vậy đó hả? Rồi em ở dạ đó luôn. dạ Rồi em ở chỗ làm luôn hả? dạ đúng rồi, em ở chỗ làm luôn. Bao Hiện lâu tại rồi? là em làm ở trường dạy nghề á chị. em Vậy là em là giáo viên đào tạo nail. hả? Giáo viên đào tạo nail hả? Dạ. Vậy nãy giờ chị tưởng là em đi làm tiệm đeo chứ. Dạ trước em có tiệm thì em cũng có đào tạo mấy bạn đi nước ngoài rồi đó, mấy bạn cũng học đi đi học cấp tốc để sang nước ngoài làm việc á. Em rồi em nghĩ một Em anh em chuyên về nail với nói mi á chị. chi gì đó đó hả? Dạ, trước em cũng biết tóc tóc nam tóc nữ nữa nhưng mà cái chân em đứng lâu á nó bị giãn tĩnh mạch á nên em bỏ tóc rồi, em giờ em chỉ chú tâm vô nail với mi thôi. Là khi em ra nghề là em còn rất là trẻ hả? Khi mà em ly hôn á là em bắt đầu đi học nghề và em đi làm luôn á chị, rồi xong thời gian thì em mở tiệm. Mở tiệm được bao lâu? Em mở tiệm từ lúc em 20 mấy tuổi, 20 mấy tuổi, 29 tuổi em mở tiệm, là năm 29 tuổi. Em đi làm cho người ta để lâu rồi. 29 tuổi, và em phải thuê mặt bằng hay là em mở tiệm ở nhà em?
Không, em thuê mặt bằng ở Cần Thơ ấy, em mở chị. Ồ, vậy đó hả? Dạ, quê em thì Bạc Liêu, tại vì Bạc Liêu nó chưa phát triển bằng ở Cần Thơ á chị. Dạ. Qua Cần Thơ mở một mình ở bên đó giỏi dữ hả? Dạ. À, nói chung là cuộc sống em làm nail thì cũng ổn, nhưng mà tại vì được rồi á, cách em mấy tháng thôi, em mới dẹp tiệm mấy tháng nay Ủa, ha, em bị biến cố gia đình nên em phải sang tiệm đó. mới đây thôi á hả? Mới mới đóng tiền Dạ, đây cách thôi. đây hồi tháng 12, tháng 12 Tết á. Dạ. Em mới dẹp trong 8 tháng nay. Nhờ em quay lại trường cũ em dạy. Là em làm nail chắc cũng giỏi lắm à, mở tiệm Dạ, xong rồi là quay lại thầy. em chuyên nail nên là bộ phận nào em cũng biết. Em đắp bột luôn không? Dạ, toàn bộ hết luôn á chị, tay Vậy chân nước bột luôn. vậy cũng giỏi dữ ạ. Rồi em nghĩ một anh bạn của em muốn làm quen với em á, chiều cao khoảng bao nhiêu không? À, dạ em không quan trọng cái đó đâu chị, những tính tình vui vẻ hoạt bát đạo đức tốt là được. Em ở đây là em đâu cần phải nấu ăn cho mình phải không? Sao dạ sao chị? Em ở đây thì em đâu cần phải nấu ăn cho mình hả? Dạ đúng rồi, có người nấu cho mình ăn đó chị, nhưng mà thỉnh thoảng em cũng vẫn dành em nấu một món hai món gì đó. Đó, học nghề nail và đam mê nấu ăn. Một tuần á em lên lớp mấy là em dạy mấy mấy ngày? Dạ ở bên đây thì ngày nào cũng dạy hết chị, chỉ có buổi chủ nhật thôi. Buổi chủ nhật thì em cũng dẫn dẫn xuống salon phụ á chị, dẫn xuống salon để làm khách. Ngày nào mình không dạy thì ngày đó mình xuống mình phụ làm khách. Dạ. Là ở trường đó cũng có tiệm nail luôn, ở ngoài luôn hả? Dạ có luôn, trường đó là chuyên về đào tạo nghề tất cả các nghề luôn á chị, gồm tất cả làm đẹp, nail rồi tóc rồi luôn. Trường lớn vậy đó Dạ. hả? Làm suốt luôn, không có thời gian để nghỉ ngơi luôn đó hả? Dạ bởi vì em bé mười mấy năm nay là Rồi vậy thí dụ có người đó. yêu rồi có thời gian dành cho người yêu không? Dạ em nghĩ là chắc tới lúc đó thì cũng phải sắp xếp thời gian thôi, tại vì mình đã hy vọng là kết nối chương trình thì mình phải đọc thì phải dành thời gian một chút xíu gì đó cho bản thân, chứ trước giờ đã công việc quá nhiều rồi. Em có dự định là em sẽ mở tiệm lại không? Dạ em cũng 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 suy nghĩ, có suy nghĩ là kiếm mấy vốn mở tiệm lại. Lần này mở ở đâu? Mở ở quê hay là mở ở Cần Thơ nữa? Dạ nếu như em có vốn thì em vẫn mở, em vẫn về Cần Thơ em mở lại. Ủa vậy đó hả? Em có quen ai Cần Dạ Thơ không? Gia đình tại tại vì ở Cần Thơ là khách mới của em ở đó có sẵn rồi. Dạ. Chứ Bạc Liêu ở ở quê em á, ở nhà em á là ở trong cái vùng quê mà nuôi tôm nuôi cua á chị, chứ không phải là ngay ngay tỉnh Bạc Liêu nha. Dạ của em là thuộc trong xã rồi. Nếu mà ở Cần Thơ Dạ. thì ý ở Bạc Liêu thì em cũng phải mướn chỗ ở trong thành phố để em mở nhưng mà Dạ thành đúng phố. rồi, nếu ở Bạc Liêu thì em cũng phải mướn mặt bằng em thuê em làm thôi. Thì thay vì em mở Cần Thơ thì mối sẵn thì em thuê Cần Thơ luôn. Nhưng mà khi chiến rồi em mở em có bị lỗ không? Dạ không, tại vì do biến cố gia đình thôi chị. Khi em sang em có bị lỗ không? Dạ có lỗ á chị, tại vì mình sang gấp mà. Sang gấp mà tìm được người sang là cũng hại hên lắm phải không? Dạ nên là để nó âm em sang gấp lắm cho nên là mình phải chịu lỗ một mớ đó chị, Sao hôn nhân đổ rồi vỡ tới không? giờ vẫn còn hối tiếc. Vậy đó hả?
Bây giờ Nhưng mà thôi kệ đi, cổ đi tay người mà. tiệm ta vẫn làm được hả? Dạ. Bây giờ tiệm đó ta vẫn còn mở bình thường hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em làm mối cũng lâu năm rồi đó chị. Em rồi sau hôn nhân đổ vỡ, hiện tại bây giờ trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em thì trước giờ lúc nào cũng canh cánh trong lòng, cũng hơi sợ tại vì mình đổ vỡ một lần rồi đó chị. Bây giờ em chỉ muốn người đàn ông đó nghiêm túc, yêu yêu em thật sự nghiêm túc. Em chỉ cần vậy thôi. Tuổi tác không quan trọng rồi thì ngoại hình cũng không Tuổi quan trọng. tác, tuổi tác không quan trọng, nhưng mà với em thì em không muốn trẻ đâu. Em chỉ muốn lớn tuổi chững chạc thôi. Tuổi em như là ba mấy tuổi rồi? Em mấy tháng nữa là 38 rồi. Cha mẹ em còn làm việc không? Dạ ba 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 mẹ em 70 mấy à chị, ba em mất rồi. Dạ giờ chỉ còn mẹ thôi, mẹ em 70 mấy rồi, giờ chỉ hưởng thụ Lớn tuổi rồi ha. dạ Các anh chị em của em mới là ở Việt Nam hết hả? dạ Các anh chị em của em mới có ai ở nước ngoài không? dạ không, anh chị em toàn ở Việt Nam hết, mà ở dưới quê có mình em là xa quê đi làm thôi. Làm vườn ha, làm vườn làm ruộng á hả? À, nuôi á chị, nuôi tôm nuôi cua á, cái vùng quê em là toàn là nuôi tôm nuôi cua hết. Nước mặn á ha, dùng em là nước mặn. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, Ở đó người ta có làm gần không? gần, gần biển Ninh Hào á chị biết không? Không, nghe lạ quá. Ở trên kênh của chị cũng có nhiều người Bạc Liêu lắm á, mà dạ nghe cái tên biển của em nghe lạ quá. dạ em ở gần biển Ngành Hào á. Chỗ em có người ta có làm muối không? Muối hả? Dạ chỗ em cũng gần muối luôn. Chỗ em là nước mặn á chị, nên là chăn nuôi được. Rồi có trồng được cây trái không? Không có trồng được. Trồng được ví dụ như ổi rồi đó chị, ổi chuối rồi đó thì được, còn mấy cây mà dạng nước ngọt đó thì khó, nó bị cằn cỗi đó chị. Là quanh năm nước mặn luôn á hả? Dạ đúng rồi, quanh năm nước mặn. Bởi vì mới nuôi tôm nuôi cua được chị, chứ nước ngọt là nó đâu có nuôi được. Mình muốn nước ngọt là mình phải chiên lấy nước băm tên. Dạ không, chị chiền cũng không được, tại xung quanh mình là nước mặn không à, mình chiền vô nó cũng lan mặn ra. Nó ý chị nói là mình xài đó, mình ăn uống rồi á. À nước đó là mình bơm lên đó chị, khoan giếng á, mình Nước khoan giếng rồi khoan có máy bơm lên. chứ chuyện nước bông tên Dạ. xa quá sao chị hả? Dạ không, đừng, khi nào có dịp đi về, chịu về quê em đi, em đãi tua cua với tôm cho chị ăn thoải mái luôn. Đặc sản của em đúng không? Dạ đúng rồi, đó là sản quen bước ra là có. Có khi nào em lấy lên phố Mà em bán cua không? là cua Bạc Liêu là cua ngon đó chị. Cô nổi tiếng á hả? Thường thường anh có nghe, ý chị có nghe nói là cua Cà Mau Bạc Liêu là cua đặc sản không? Dạ. Chị có nghe. Có khi nào em mang lên thành phố em bán không? Dạ không, tại vì ở dưới có mối có thương lái lợi căng hết rồi chị. Dạ. Tại nhà mấy anh em cũng là đi căng cua mà. Ồ vậy đó hả? Dạ. Anh em của em cũng đi buôn bán đó hả, bỏ mối đó hả? Dạ là vừa nuôi tôm cua vừa làm lái cua luôn. Em rồi em coi chương trình của chị lâu cũng khá, nghiên cứu khá lâu vậy á, rồi em có Em theo dõi một năm rồi đó. dạ đúng rồi, cũng khá lâu á, là khá kiên nhẫn Dạ là rồi, em cứ tập tò không dám đăng ký. Cái mấy bữa nay em nói với nhỏ bạn em, chắc là tao quyết định tao đăng ký chương trình của chị Uyên quá. Cái nó thôi đăng ký luôn đi, nó ủng hộ, rồi sáng nó quay quay video cho em đó. vậy đó hả, bạn em quay đó Dạ. hả?
Quay cả chục video mới được hai video. Vậy đó hả? Cứ quên, em cứ quên lời thoại. À Có mấy câu vậy đó mà cứ vô video là không nhớ. Cái giống như đó giờ mình không có quay á chị, xong giờ vô cái nó lộng cộng không nhớ gì hết. Lần quần có buổi sáng không mà hai video quay hoài của em xong. mới đầu chưa quen vậy đó. Ủa rồi em ở thành phố này em có đi đi chơi không hay là không có đi, à, không biết đi Dạ em không có sở thích đi chơi chị, đâu. Vậy đó hả? giống như là em làm xong rồi ví dụ có thời gian thì em lướt điện thoại, còn có thời gian rảnh nữa thì em nấu ăn rồi xong mày vậy là đi ngủ đó, chứ ít có muốn đi ra ngoài đường á, giống như em sống khép kín vậy đó. Thường thường mấy đứa bạn em nói chắc mày già trước tuổi hay sao. Với Ok. em hơi trầm tính đó chị. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là em Dạ sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Sau dạ video này nếu anh nào thích em, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với em ha. Rồi dạ sau video này nếu mà em thích anh nào ghi cái số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với anh ấy. Tuy ờ nhiên là em thích anh nào trên chương trình là em chụp hình gửi qua cho chị đúng không? tuy nhiên á, là giờ giấc ở Việt Nam và các nước khác nhau đó mình phải gửi tin nhắn trước, gửi tin nhắn trước xong rồi á, mình phải kiên nhẫn ha em ha, khuya ở Việt Nam chưa nước ngoài mình có thể gọi được nhưng mà mình phải kiên nhẫn tại vì ở bên đây người ta bận rất là nhiều, như em bận á thì em cũng không có cầm điện thoại được, và làm hãng người ta bận người ta không có mở máy lên được, nhưng mà cần thiết là mình phải nhưng mà mình cần thiết là mình phải nhắn trước là mình video số mấy hoặc là mình gửi tấm hình mình qua mình nói ồ mình trong chương trình như thế nào cho người ta biết mình là ai để người ta gọi hoặc là người ta trả lời mình ha. Ok em chào khán giả giùm chị ha. Em cảm ơn chị. Em chào khán giả. Em cảm ơn chị Quyên, em chào chào khán giả chương trình. Bye em, good night em nha. Chúc em ngày Dạ, mới ba nha. chị.